năm 2023, nhiều kênh truyền thông của Giới Dân Chủ đã lan truyền một bài viết mang tựa đề Lựa chọn lịch sử, được cho là bức thư gửi từ trong tù của Trần Huỳnh Duy Thức. Những hoạt động tuyên truyền xoay quanh bài viết này không nằm ngoài một tính toán mà các nhà dân chủ đã thực hiện từ nhiều năm nay, là tô vẽ Trần Huỳnh Duy Thức thành một thứ thần tượng của làng chống cộng. Lý do của tính toán này khá dễ hiểu. Một mặt, Thức từng nổi tiếng nhờ những bài viết mang màu sắc dân túy trên blog Mặt khác, hiếm nhà dân chủ nào vẫn kiên trì theo đuổi sau 12 năm đi tù như anh ta. Tuy nhiên, việc học theo Trần Huỳnh Duy Thức sẽ đưa các nhà dân chủ trẻ hơn về đâu hay lại đưa đến một ngõ cụt như anh ta đang trải qua. Sau một thời gian dài sống trong tù, Trần Huỳnh Duy Thức đã tụt lại phía sau thời đại và nhận thức của anh ta đã trở nên sơ cứng, tiếp tục là những nhận thức lệch lạc về lịch sử và chính trị. Lá thư của Thức thực ra chỉ lặp lại những lời kêu gọi mà anh ta đã viết 12 năm trước. Phát trung, phỏ Mỹ, xây dựng chế độ đa đảng như phương Tây. Nếu những hạn chế của thức từng nhiều lần hiện ra trong các bài viết thời còn trẻ tại ngoại, thì chúng càng hiện rõ hơn trong lá thư mới được đăng tải lên. Bài viết của thức bắt đầu bằng chiêu trò quen thuộc, hô hào chống Trung Quốc. Khi Trần Huỳnh Duy Thức hô hào thoát hán, dường như Thức đang giao giảng một bản thân anh không làm được. Từ năm 2007 đến năm 2009, Thức đã xây dựng một số nhóm chống chế độ và tuyển người cho các nhóm này bằng lá số tử vi thức thậm chí còn phân tích tình hình thời cuộc, dự đoán tương lai và xây dựng kế hoạch bằng cách kết hợp kinh dịch với sấm trạng trình. Thức đặt tên cho blog của mình là Trần Đông Trấn, trong đó chữ Trấn là tên một quẻ trong kinh dịch. Qua những biểu hiện này, ta thấy rõ thức đã và đang làm chính trị theo lối săn đón thiên mệnh. Theo tập quán thần quyền kiểu Trung Quốc, chứ chẳng chịu áp dụng tư tưởng nhân quyền phương Tây. Nhìn thức lấm đích giả để tôn bài viết Trần Đông Chấn là minh chủ, ta mới thấy đây là một anh ta đọc quá nhiều chuyện tàu rồi. Rồi tưởng mình có số làm vua mà nhầm lẫn. Dường như thức chỉ quan niệm về nhân quyền dân chủ một cách hơi hợt. Về lý do phải chuyển chế độ, thức khuyên người Việt Nam thay đổi chế độ vì tham giàu, vì su thời, chứ không phải vì những giá trị tự thân của nhân quyền, mà nhiều khi xung khắc với lợi nhuận và với thời đại. Vậy khi nhân quyền mâu thuẫn với tăng trưởng kinh tế, ví dụ cần đánh thuế cao để đảm bảo quyền được đi học, được chăm sóc y tế của mọi người trong xã hội, thì thức còn khuyên người Việt ủng hộ nhân quyền không? Và dòng chảy thời đại có thật hay chỉ là một sản phẩm tưởng tượng khác của thức? Tư tưởng cái thiên mệnh mà thức từng gán cho bản thân mình. Những quốc gia dậm dịch thay đổi bằng cách mạng đường phố thời mùa xuân Ả Rập như Ai Cập, Libya, Syria, nay đã nhận được năng lượng giàu có từ liên minh với các nước dân chủ chưa, hay chỉ chìm sâu vào nội chiến tham nhũng và nghèo đói. Qua lời kêu gọi của Trần Huỳnh Duy Thức, dễ thấy anh ta vẫn mang nặng chủ nghĩa cơ hội, anh ta ngụy trang thói xu thời của mình bằng những cụm từ mỹ miều như lựa chọn lịch sử, xuôi theo dòng chảy thời đại hay vận hội ngàn năm. Sau quá nhiều vụ đầu tư chưa thu hồi vốn, anh ta không dám nhận mình rằng đã nhìn nhận cơ hội và đã tụt hậu so với thời đại của mình với việc chia sẻ bức thư của thức việt tân cùng bè lũ chống cộng có lẽ vẫn ngộ nhận rằng chúng đang dẫn đường cho thế hệ trẻ mà không tự nhận thức được rằng con đường mà chúng lựa chọn dẫn lối là con đường vừa tối vừa không lối thoát